quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin phòng chống Covid của Đài Truyền hình Bạc Liêu. Thưa quý vị và các bạn, bản tin 6 giờ sáng ngày 9 tháng 9 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết đã 12 giờ trôi qua không có ca mắc mới Covid-19. Hôm nay cũng là ngày thứ Bảy Việt Nam không có ca mắc trong cộng đồng. Hiện đã có 868 trong tổng số 1.054 bệnh nhân được chữa khỏi. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19, đến thời điểm này, nước ta đã chữa trị khỏi cho 868 bệnh nhân COVID-19 trong tổng số 1.054 ca mắc. Còn tại Bạc Liêu, sáng ngày 9 tháng 9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu tổ chức trao giấy xuất viện cho hai bệnh nhân COVID-19 đã được điều trị khỏi bệnh. Hai bệnh nhân này trong tổng số 266 công dân Việt Nam từ Ả Rập Xê Út và Cộng hòa Síp trở về đã được tỉnh Bạc Liêu tiếp nhận thực hiện cách ly y tế tập trung theo quy định tại khu ký túc xá sinh viên, phường 1, thành phố Bạc Liêu ngày 9 tháng 8. Đó là hai bệnh nhân số 1030, 42 tuổi, ngụ huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; bệnh nhân số 1031, nam, 38 tuổi, ngụ quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Hai bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 26 tháng 8. Qua 15 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu và lấy mẫu xét nghiệm lần cuối vào ngày 8 tháng 9, gửi Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh và được Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống bệnh COVID-19 công bố khỏi bệnh sau nhiều lần xét nghiệm có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Cũng trong sáng ngày 9 tháng 9, 7 ca tiếp xúc gần với hai bệnh nhân số 1030 và số 1031 qua xét nghiệm lần cuối đều cho kết quả âm tính và có sức khỏe tốt. Được biết, 9 công dân trên được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu trao giấy hoàn thành cách ly trở về địa phương vào sáng mai, ngày 10 tháng 9. Hiện nay, dù các bệnh viện đã tăng cường quyết liệt phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt cho các đối tượng có nguy cơ cao. Tuy nhiên, tâm lý lo sợ, e ngại đến bệnh viện cũng còn xuất hiện ở rất nhiều người. Trong số đó, có nhiều trường hợp người cao tuổi với nhiều bệnh nền cần được theo dõi thường xuyên. Nhằm đảm bảo an toàn, giảm thiểu tới mức thấp nhất nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cho nhân viên y tế, người bệnh và cộng đồng, các bệnh viện đã có nhiều biện pháp để tăng cường hiệu quả phòng và kiểm soát SARS-CoV-2 trong các bệnh viện, như tổ chức rà soát, đảm bảo thực hiện nghiêm và có hiệu quả các quy định về phòng kiểm soát lây nhiễm dịch COVID-19, thực hiện sàng lọc, khai thác kỹ các yếu tố dịch tễ, triệu chứng đối với bất kỳ ai đến các cơ sở khám chữa bệnh, đảm bảo việc thực hiện đeo khẩu trang và vệ sinh tay, thực hiện nghiêm quy định về giãn cách. Ngoài ra, các biện pháp như bố trí lối đi riêng cho người có bệnh lý nền, người có nguy cơ cao cũng được triển khai thực hiện nhằm đảm bảo an toàn trước dịch bệnh nói chung và an toàn trong môi trường khám chữa bệnh nói riêng. Dịch COVID-19 nguy hiểm và có nhiều diễn biến phức tạp, tuy nhiên các biện pháp bảo vệ, phòng và chống dịch đang được triển khai nghiêm chỉnh, quyết liệt tại các cơ sở khám chữa bệnh để đảm bảo sự an toàn, phòng tránh nguy cơ lây nhiễm ở mức cao nhất. Do đó, người dân không nên quá hoang mang lo sợ đến bệnh viện khám chữa bệnh mà vô tình gây nên sự nguy hại đến sức khỏe và tính mạng của bản thân mình. Trung tâm Y tế huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương vừa tiếp nhận 53 trẻ em từ 6 tháng tuổi cho đến hơn 1 tuổi từ Hàn Quốc về Việt Nam. Điều đáng chú ý là có đến 50 trẻ không có cha mẹ đi cùng, bởi cha mẹ các em có hoàn cảnh khó khăn đang trong thời gian lao động tại Hàn Quốc. Các bé được gửi về quê nhà một mình với sự hỗ trợ của nhiều hành khách trên máy bay. Và sau khi được đưa đến khu cách ly tập trung, có đến 41 người thân của các bé được chấp thuận vào khu cách ly để chăm sóc. Điều này đã khiến công tác tiếp nhận và thực hiện cách ly có nhiều bỡ ngỡ. Lần đầu tiên, Trung tâm Y tế huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương có một khu cách ly riêng dành cho trẻ em. Cũng là lần đầu tiên bà Ngô Thị Hoa phải đi một chuyến xa như vậy để chăm sóc cháu nội. Quê ở Nghệ An, nghe tin vợ chồng con trai phải gửi con từ Hàn Quốc về Việt Nam, bà phải sắp xếp mọi thứ để vào với cháu nội mới hơn 6 tháng ở khu cách ly. Nói chung là về đấy thì cũng vất vả, bé thì mới cây sữa mẹ. Mà về là ba là bữa nay là ngày thứ ba, thứ tư là vật lộn với cháu cũng hết sức vất vả. May mắn hơn, anh Nguyễn Trọng Hoàng, quê ở Nghệ An, là một trong ba bậc phụ huynh duy nhất được đưa con về cùng. Một phần không yên tâm để con về một mình, một phần vì hợp đồng lao động đã kết thúc. Mình nghỉ không có tiền nên là phải cho cháu về và bố cùng về Việt Nam để cho cháu nó dễ chăm sóc. Ở bên nước ngoài thì cái tiền chi phí về chữa bệnh này kia của cháu nó rất là cao nên là mình không có thể lo được cho cháu nên mình đưa cháu về. Trong số 53 trẻ lần này, có đến 50 trẻ không có phụ huynh về cùng. Hầu hết các bé có độ tuổi từ 6 tháng đến tròn 1 tuổi, là con của các cặp vợ chồng đi xuất khẩu lao động.
dù có người thân của các cháu từ quê vào hỗ trợ, nhưng việc chăm sóc các bé tại khu cách ly huyện Bầu Bàng cũng vô cùng khó khăn và áp lực so với cách ly người trưởng thành, nhất là phải chú ý từ những chi tiết nhỏ nhất. Cái môi trường của nó là cái môi trường đang lạnh, về đây chúng ta là nó đang cái môi trường nóng, nên chúng tôi cũng đã hỗ trợ hết mình về cái cơ sở vật chất, cái phòng ở, máy lạnh, điều hòa hoặc là quạt để tạo cái điều kiện cho em bé nó giữ ấm và nó được cái có bảo đảm sức khỏe trong 14 ngày. Bên cạnh đó chúng tôi cũng đã dự trù thêm một cái số thuốc đặc biệt của chuyên khoa nhi. Ngày 18 tháng 9 tới, 53 trẻ và người thân sẽ được xét nghiệm lần 2. Nếu kết quả âm tính, họ sẽ được trở về đoàn tụ với gia đình. Dẫu các em phải sống xa cha mẹ trong một thời gian nữa, nhưng được trở về trong vòng tay người thân, về với quê hương vẫn là một điều ấm áp, sự an ủi với những người cha, người mẹ đang tha hương xứ người. Đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp khi tổng số ca mắc trên toàn thế giới đã vượt 27,5 triệu, trong khi số ca tử vong là gần 900.000. Trước tình hình trên, các nước tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục tăng cường biện pháp kiểm soát dịch. Ấn Độ, nước có số ca mắc cao thứ hai thế giới, đã ghi nhận hơn 1.100 ca tử vong mới trong 24 giờ qua, mức cao nhất kể từ tháng 7. Tuy nhiên, số ca mắc mới chỉ là hơn 75.000, mức thấp nhất trong một tuần qua. Dù dịch bệnh lan rộng, đền Taj Mahal, địa điểm du lịch nổi tiếng nhất tại Ấn Độ, sẽ mở lại vào cuối tháng này. Còn tại Australia, Victoria vẫn là bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với 55 ca mắc mới được ghi nhận. Hiện bang đông dân thứ hai của Australia chiếm tới 75% số ca mắc và 90% trường hợp tử vong trên cả nước, buộc nhà chức trách sở tại phải tăng cường chiến dịch truy vết để kiểm soát dịch. Chính phủ Hàn Quốc cùng ngày đã quyết định nâng cấp Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh, hiện thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi, thành một cơ quan hành chính riêng từ ngày 12 tháng 9, nhằm tăng cường khả năng ứng phó dịch. Tình trạng gián đoạn các dịch vụ y tế do đại dịch COVID-19 đang đe dọa tính mạng của hàng triệu người trên thế giới. Đây là thông tin do Liên Hợp Quốc đưa ra, trong khi cảnh báo đại dịch COVID-19 có thể đảo ngược những tiến bộ đã đạt được trong việc giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ nhỏ trong nhiều thập kỷ qua. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, 30 năm qua, thế giới đã ghi nhận những bước tiến đáng kể trong việc ngăn ngừa hoặc xử lý các nguyên nhân gây tử vong ở trẻ sơ sinh như sinh non và viêm phổi. Năm 2019, số tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi đã ở mức thấp kỷ lục, khoảng 5,2 triệu trẻ, so với con số 12,5 triệu trẻ em tử vong năm 1990. Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc cảnh báo, đại dịch COVID-19 có nguy cơ xóa sạch những tiến bộ đã đạt được khi các dịch vụ y tế bà mẹ và trẻ em bị gián đoạn. Khảo sát của UNICEF ở 77 quốc gia cho thấy, 68% số quốc gia đã bị gián đoạn về dịch vụ kiểm tra sức khỏe và tiêm chủng trẻ em. Đặc biệt, bà mẹ và trẻ em ở các nước có thu nhập thấp và trung bình đang bị hạn chế tiếp cận y tế trong bối cảnh các bệnh viện quá tải số ca nhập viện vì COVID-19. Nhật Bản sẽ đăng cai Đại hội Thể thao Olympic Tokyo trong năm sau bằng mọi giá. Lời khẳng định này đã được giới chức Nhật Bản đưa ra ngày 8 tháng 9, trong bối cảnh Tokyo đầu năm đã buộc phải hoãn tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh sang hè năm 2021 do đại dịch COVID-19. Phát biểu họp báo, Bộ trưởng Olympic Nhật Bản nhấn mạnh nước này đang nỗ lực thực hiện mọi biện pháp để đối phó dịch bệnh. Và Olympic Tokyo sẽ được tổ chức bằng mọi giá vì quyền lợi của mọi vận động viên tham dự, bất chấp thách thức do đại dịch COVID-19. Hiện tất cả những cá nhân liên quan đều đang nỗ lực chuẩn bị cho Olympic Tokyo và mọi vận động viên cũng đang nỗ lực luyện tập cho giải đấu sắp tới. Chính vì vậy, tôi cho rằng chúng ta phải tổ chức sự kiện bằng mọi giá. Hiện ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn 200 phương án để ứng phó tốt nhất với dịch bệnh, trong đó có việc nới lỏng hạn chế đi lại với vận động viên nước ngoài, những biện pháp phòng dịch tại làng vận động viên cũng như hạn chế số lượng khán giả xem thi đấu trực tiếp. Khẩu trang giờ đây đã trở thành vật bất ly thân của người dân trên toàn thế giới giữa dịch COVID-19. Không chỉ có mục đích bảo vệ, một công ty tại Tây Ban Nha còn tạo ra chiếc khẩu trang có tác dụng cảnh báo. Những chiếc khẩu trang này có thể đổi màu khi nhiệt độ cơ thể người đeo vượt quá ngưỡng trung bình 37,5 độ C. Ứng dụng công nghệ vật liệu thông minh giúp sợi vải tự động đổi màu khi tiếp xúc với nhiệt độ cao. Công ty Colorprint Fashion đã sử dụng loại vải này để tạo ra những chiếc khẩu trang đổi màu theo nhiệt độ cơ thể. Cụ thể, khi nhiệt độ cơ thể người đeo vượt quá ngưỡng trung bình 37,5 độ C, khẩu trang sẽ tự động đổi màu từ màu xanh sang xám trắng. Bên cạnh khẩu trang, công ty này cũng phát triển các sản phẩm như miếng dán, vòng đeo tay,
có chức năng tương tự, giúp cảnh báo cho người sử dụng cũng như mọi người xung quanh về nguy cơ bị ốm sốt, một trong những triệu chứng của COVID-19. Quý vị và các bạn vừa xem xong bản tin phòng chống COVID của Đài truyền hình Bạc Liêu.